Sau khi tải được driver về thì chúng ta tiến hành cài đặt, kích đúp vào file để cài đặt máy. Chúng ta lựa chọn ngôn ngữ, tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nhấn OK. Nhấn Z để tiếp tục cài đặt. Ở đây chúng ta tùy chọn là kết nối Wi-Fi. Dòng thứ 3, chúng ta nhấn Next. Nhấn Next để tiếp tục. Ở đây chúng ta sử dụng cáp USB cho việc kết nối Wi-Fi Main 2701DVK. Nếu các bạn chưa gắn cáp thì bây giờ chúng ta gắn cáp. Chúng ta gắn cáp USB chỉ ở lần cài đặt đầu tiên. Máy in sẽ cấu hình Wi-Fi dựa vào cái máy tính mà bạn đang cắm cáp USB. Hệ thống sẽ phần mềm sẽ tìm kiếm mạng Wi-Fi. Chúng ta nhấn vào nút đã kiểm tra và xác nhận. Check it and confirm. Nhấn Next. Nhấn Next để tiếp tục cài đặt. Bây giờ máy in nó sẽ cấu hình là cái mạng Wi-Fi dựa vào máy tính mà bạn cắm cáp USB đồng bộ. Sau khi cấu hình xong thì các bạn rút cáp USB ra. Nhấn Next để tiếp tục cài đặt. Bây giờ phần mềm sẽ tìm kiếm cái máy in mà vừa được cấu hình. Các bạn chờ chút xíu. Nhấn vào nút refresh để nó tìm kiếm lại từ đầu. Rồi, bây giờ chúng ta đã phần mềm đã tìm thấy. Các bạn chọn cái máy in mà phần mềm vừa tìm thấy, nhấn Next. Chọn Z. Và chúng ta tiến hành cài đặt. Các bạn có thể cài thêm tính năng PC Fast hoặc không. Nhấn Don't Store để không. Đó, khi quá trình cài đặt sắp hoàn thành thì các bạn thấy biểu tượng phần mềm Brother xuất hiện trên màn hình desktop của máy tính. Nhấn Next để tiếp tục quá trình hoàn thành cài đặt. Nhấn Next. Các bạn có thể đăng ký với Brother sau khi hoàn thành cài đặt. Các bạn có thể không? Chúng ta nhấn Next để tiếp tục. Ở đây có các cái tùy chọn, các bạn có thể tích vào hoặc gỡ tích. Thiết lập cài đặt mặc định của máy in. Và chúng ta nhấn Next tiếp tục thì máy in sẽ yêu cầu chúng ta khởi động lại hoặc khởi động lại sau. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra máy in đã được cài đặt vào máy tính hay chưa bằng cách vào Control Menu, chọn Device and Print.
Đó, thì các bạn thấy máy in 2701 DVKF đã được cài đặt vào máy tính.